A về danh Hỏi bài miễn phí trả lời thức thì vào thư viện học. tải ngay A về Chào mừng tất cả các con đã đến với tiết học toán lớp 7 Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống Chương 4 Tam giác bằng nhau và trong video ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn cho chúng mình trả lời các câu hỏi bài tập trong bài 12 tổng các góc trong một tam giác. Rồi chúng mình sẽ cùng với cô đi vào phần đầu tiên nào. A, à, câu hỏi đầu bài. Mở đầu trang 60 sách giáo khoa toán 7 tập 1, cô có đề bài như sau. Người ta có thể xếp các viên gạch hình tam giác giống hệt nhau để trang trí như hình 4.1. Con có nhận xét gì về ba góc tại mỗi đỉnh chung của ba tam giác và từ đó chúng mình sẽ rút ra kết luận gì về vị trí của ba điểm A, B và C. Chúng mình hãy quan sát cho cô vào hình 4.1 này. Rồi cô sẽ có lời giải cụ thể như sau. Chúng ta sẽ quan sát vào hình. Cô nhắc lại đề bài. Chúng mình có nhận xét gì về ba góc tại mỗi đỉnh chung của ba tam giác? Các con thấy gì đây ạ? Ba góc tại mỗi đỉnh chung của ba tam giác thì làm sao nhỉ? À, đó là góc bẹt, đúng chưa ạ? Ba góc này cộng vào nhau này thì sẽ tạo thành một góc bẹt. Và ba điểm A, B, C thẳng hàng. Đúng không nào? Rồi, như vậy chúng mình sẽ chuyển cho cô sang phần tiếp theo, phần B. Câu hỏi nội dung Hoạt động 1 trang 60 sách giáo khoa toán 7 tập 1. Đề bài yêu cầu con hãy vẽ tam giác MNP bất kỳ, đo ba góc của tam giác đó. Ý thứ nhất, tổng số đo ba góc của tam giác MNP bằng bao nhiêu? Và ý thứ hai là hãy so sánh cho cô kết quả của mình với các bạn và rút ra nhận xét. Trước hết thì cô sẽ có phần tam giác MNP con sẽ vẽ cho cô một tam giác bất kỳ nhé. Rồi, tiếp tục sau đó thì chúng ta sẽ đo cho cô ba góc của tam giác đó. Các con sẽ sử dụng thước đo góc để đo ba góc M, góc N và góc P. Sau khi thực hiện đo thì cô thấy rằng là gì đây ạ? À, tổng số đo của ba góc của tam giác MNP thì sẽ bằng 180 độ. Đúng không nào? Sau khi đo xong thì các con sẽ lấy góc M này cộng với góc N và cộng với góc P. Khi đó cô thấy rằng ba góc này cộng lại sẽ có số đo bằng 180 độ. Và chúng mình thấy rằng kết quả của chúng mình với các bạn sẽ giống nhau, đúng không nào? Từ đó cô có thể rút ra được nhận xét: Tổng số đo ba góc của một tam giác sẽ bằng 180 độ. Và chúng ta sẽ ghi nhớ cho cô nhận xét này để áp dụng làm các bài tập sau, được không ạ? Rồi bây giờ con chuyển tiếp cho cô sang phần hoạt động số 2. Trang 61 sách giáo khoa toán 7 tập 1. Đề bài của cô như sau. Cắt một hình tam giác bằng giấy bất kỳ như hình 4.2A. Đánh dấu ba góc là x, y, z. Cắt hai góc y và z ghép lên góc x như hình 4.2B. Mình quan sát được chưa ạ? Từ đó con hãy dự đoán cho cô tổng số đo các góc x, y, z của tam giác ban đầu. À, ở đây con thấy là gì nhỉ? Cô có một tam giác bất kỳ này. Được chưa ạ? Có ba góc góc x, góc y và góc z. Con sẽ đánh dấu cho cô ba góc này và con cắt hai góc. Ở đây thì cô sẽ cắt góc y và góc z, đúng không nào? Chúng mình sẽ sử dụng kéo nhé. Cắt cho cô góc y và góc z này. Sau đó con sẽ ghép hai góc y và góc z lên vị trí của góc x. Đúng không nào? Giống như hình 4.2b. Khi đó con thấy rằng tổng số đo các góc x y z của tam giác ban đầu sẽ bằng 180 độ. Đúng không nào? Đây chính là dự đoán của cô nhé. Rồi, tiếp tục Chuyển cho cô sang phần câu hỏi trang 61 sách giáo khoa toán 7 tập 1. Trở lại tình huống mở đầu tổng ba góc tại mỗi đỉnh chung của ba tam giác, chẳng hạn như tại B trong hình 4.1 bằng bao nhiêu độ? Ba điểm ABC có thẳng hàng hay không? Thì ban nãy ở tình huống mở đầu cô cũng đã trả lời cho chúng mình, đúng không nào? Tổng ba góc tại mỗi đỉnh chung của ba tam giác thì sẽ bằng 180 độ và ba điểm ABC có thẳng hàng như chúng ta có thể quan sát thấy ngay trên hình vẽ của mình. Được chưa nào? Rồi phần câu hỏi này thì rất là đơn giản rồi. Con chuyển tiếp cho cô sang phần luyện tập trang 62 sách giáo khoa toán 7 tập 1. Cô cho tam giác ABC vuông tại A. Đề bài yêu cầu con hãy tính tổng hai góc B và C. Rồi trước hết thì cô sẽ có một phần tam giác này. Tam giác ABC của cô thì vuông tại A. À, tam giác mà vuông tại A như vậy, chúng mình sẽ có góc A bằng 90 độ. Đúng không nào? Ban đầu cô sẽ xét tam giác ABC. Về phần lý thuyết lúc nãy cô đã có tổng ba góc trong một tam giác bằng 180 độ. Như vậy xét tam giác ABC, chúng mình sẽ có góc A cộng góc B cộng góc C bằng 180 độ. Được chưa nhỉ? Bởi vì tam giác ABC vuông tại A. Vậy nên góc A của cô sẽ bằng 90 độ. Và từ đó cô thay số vào, cô suy ra được góc B cộng góc C sẽ bằng 180 độ trừ đi góc A hay nói cách khác là 180 độ trừ đi 90 độ đúng không nào và cô được kết quả bằng 90 độ rất là đơn giản được chưa rồi vậy là góc B cộng góc C sẽ bằng 90 độ tiếp tục cô có phần vận dụng trang 62 sách giáo khoa toán 7 tập 1 đề bài cho tam giác ABC và CX là tia đối của tia CB giống như hình 4.5. Yêu cầu con chứng minh rằng góc ACX sẽ bằng góc BAC cộng với góc CBA. Đã quan sát được chưa nhỉ? Cô nhắc lại này. Con cần chứng minh góc ACX sẽ bằng góc tại đỉnh A cộng với góc tại đỉnh B. Được chưa nào? Và nhớ cho cô đề bài cho CX là tia đối của tia CB. Bây giờ cô sẽ có lời giải cụ thể cho bài tập vận dụng như sau. Trước hết thì cô sẽ để lại phần hình để chúng mình tiện quan sát này. Bởi vì CX là tia đối của tia CB, vậy nên khi đó cô sẽ có góc B CX bằng 180 độ, rất là chính xác. Rồi tiếp tục Hay nói cách khác là góc A, C, X Cộng với góc A, C, B Sẽ bằng 180 độ Mình quan sát thật kỹ vào hình cho cô này Tiếp tục Từ đó cô suy ra được góc ACX X Sẽ bằng 180 độ trừ đi góc ACB. C, B Đấy ạ, à? chúng mình chỉ cần chuyển vế và đổi dấu cho cô thôi nhé. Rồi đó là ý thứ nhất con đánh số lại cho cô này. Tiếp tục, con xét cho cô tam giác ABC. Trong một tam giác thì tổng ba góc sẽ bằng 180 độ, đúng không nào? Như vậy xét tam giác ABC, cô sẽ có góc A C B cộng góc B A C cộng góc C B A sẽ bằng 180 độ. Đúng chưa Chúng mình quan sát thật kỹ cho cô này quan sát vào phần mũi tên cô chỉ nhé. À, góc A này, cộng góc B này và cộng với góc C này sẽ bằng 180 độ. Từ đó cô có thể suy ra được góc tại đỉnh A cộng với góc tại đỉnh B sẽ bằng 180 độ trừ đi góc A, C, B. Đúng không nào? Phần này con cũng chỉ cần chuyển vế và đổi dấu. Ở đây con sẽ đánh số 2 cho cô. Từ 1 và 2, chúng mình có thể thấy rằng à vế phải của 1 và 2 giống nhau. Đúng không nào? Đều là 180 độ trừ đi góc ACB. Như vậy vế trái cũng sẽ phải bằng nhau. Khi đó cô thấy rằng góc ACX sẽ bằng góc BAC cộng với góc CBA. Đúng chưa ạ? Rồi, vậy là cô có thể kết luận được điều phải chứng minh góc ACX sẽ bằng góc tại đỉnh A cộng với góc tại đỉnh B. Được chưa nào? Và từ đó chúng mình ghi nhớ cho cô đấy. Sau phần vận dụng thì con sẽ có một phần nhận xét nhỏ. Góc ACX thì được gọi là góc ngoài tại C của tam giác ABC. Đúng chưa ạ? Góc ACX không kề với hai góc A và B của tam giác ABC vậy chúng ta có kết luận là mỗi góc ngoài của một tam giác có số đo bằng tổng số đo của hai góc trong không kể với nó được chưa nào rồi ờ, bây giờ chúng mình sẽ chuyển cho cô sang phần c câu hỏi bài tập cô có bài 4.1 trang 62 sách giáo khoa toán 7 tập 1 hãy tính số đo x y và z trong hình 4.6. Ở đây cô có 3 hình chúng mình sẽ thực hiện với cô tính từng hình một được không ạ? Hình đầu tiên thì chúng mình sẽ đi tính cho cô góc x này. Cô nhắc lại phần lý thuyết, ở đây đều là ba tam giác. Tổng số đo của ba góc trong một tam giác thì sẽ bằng 180 độ. Như vậy xét tam giác trong hình đầu tiên, cô sẽ có góc x cộng với 120 độ cộng với 35 độ thì sẽ bằng 180 độ. Được chưa? Đến đây thì con chỉ cần chuyển về đổi dấu để tìm ra được x, đúng không nào? x sẽ bằng 180 độ trừ đi 120 độ và trừ đi 35 độ. Cô được kết quả bằng 25 độ. Như vậy góc x bằng 25 độ. Tương tự như vậy với hình thứ hai Cô xét tam giác trong hình thứ hai. Cô sẽ có góc y cộng với 70 độ cộng với 60 độ thì cũng sẽ bằng 180 độ. Và từ đó cô suy ra được góc y sẽ bằng 180 độ trừ đi 70 độ và trừ đi 60 độ. Cô được kết quả bằng 50 độ. Được chưa nhỉ? Rồi, tam giác cuối cùng Tam giác cuối cùng cô sẽ xét tam giác trong hình thứ ba. Cô có góc Z cộng với 90 độ cộng với 55 độ sẽ bằng 180 độ. Từ đó cô suy ra được góc Z bằng 180 độ trừ đi 90 độ và trừ đi 55 độ. Cô được kết quả là 35 độ. Được chưa nào? Như vậy cô nhắc lại như sau. Góc X bằng 25 độ góc y bằng 50 độ và góc z bằng 35 độ. Được chưa nào? Rồi, bài tiếp theo. Bài 4.2 trang 62 sách giáo khoa toán 7 tập 1. Trong các tam giác ở hình 4.7, tam giác nào là tam giác nhọn, tam giác vuông hay tam giác tù? Ở đây con hãy quan sát cho cô vào tam giác đầu tiên. Tam giác A BC. Để biết được tam giác này là tam giác nhọn, tam giác vuông hay tam giác tù thì chúng mình sẽ phải đi kiểm tra ba góc của tam giác này. Đúng không nào? Nếu như ba góc của tam giác này đều nhỏ hơn 90 độ. Vậy có nghĩa là tam giác này là tam giác tam giác nhọn, đúng không? Còn nếu như tổng Cô xin lỗi, nếu như ba góc của tam giác này trong đó có một góc là góc vuông thì tam giác đó sẽ là tam giác vuông. Còn nếu có một góc là góc tù thì tam giác đó sẽ là tam giác tù. Đúng chưa nào? Rồi như vậy nhiệm vụ của chúng mình là sẽ phải tính cho cô góc còn lại của tam giác trước này. Xét tam giác ABC, cô có tổng ba góc trong một tam giác bằng 180 độ. Như vậy từ đó cô sẽ tính được góc B bằng 180 độ trừ đi góc A và trừ đi góc C. Khi đó cô có kết quả bằng 90 độ. À một tam giác mà có một góc bằng 90 độ thì khi đó tam giác này sẽ là tam giác vuông. Đúng chưa nhỉ? Rồi, vậy là hình đầu tiên cô có là tam giác vuông này. Hình thứ hai. À ở đây chúng ta thấy rằng góc D thì cô chưa tính được đúng không? Vậy các con sẽ cùng với cô đi tính góc D nhé. Xét tam giác DEF cô có tổng ba góc trong tam giác này bằng 180 độ. Vậy từ đó cô suy ra góc D sẽ bằng 180 độ trừ đi góc E trừ đi góc F. Thay số vào cô được kết quả bằng 62 độ. Và 62 độ thì lại nhỏ hơn 90 độ. Vậy nên góc D là góc nhọn. Hay nói cách khác, tam giác DEF là tam giác nhọn. Được chưa nào? Hình cuối cùng. Ở hình này cô cũng chưa có số đo của góc m. Vậy thì chúng mình sẽ cùng với cô tính số đo của góc m nhé. Xét tam giác mnp. Cô có tổng số đo của ba góc bằng 180 độ. Khi đó góc n sẽ bằng 180 độ trừ đi 50 độ trừ đi 30 độ và bằng 100 độ. Mà 100 thì lại lớn hơn 90, đúng không nào? Vậy nên góc N sẽ là góc tù. Hay nói cách khác, tam giác MNP chính là tam giác tù. Đúng chưa? Vậy là ở bài này cô sẽ có hình đầu tiên là tam giác vuông, hình thứ hai là tam giác nhọn và hình thứ ba sẽ là tam giác tù. Được chưa nào? Rồi mình sẽ chuyển cho cô sang bài tập tiếp theo. Bài 4.3 trang 62 sách giáo khoa toán 7 tập 1. Cô có đề bài như sau. Tính các số đo x, y, z trong hình 4.8. Mình sẽ cùng với cô quan sát lại phần hình nào. Đầu tiên con sẽ gọi cho cô CE là tia đối của tia CA. Được chưa ạ? Chúng mình có 120 độ cộng với góc x thì sẽ bằng 180 độ vì đây là hai góc kề bù. Vậy từ đó cô suy ra được góc x bằng 180 độ trừ đi 120 độ và bằng 60 độ. Rồi tiếp tục, con xét cho cô tam giác A, B, C. Tổng ba góc trong tam giác này sẽ bằng 180 độ. Khi đó con đã biết góc A, đã biết góc B hay nói cách khác là góc X. Vậy chúng mình sẽ đi tìm cho cô góc Y bằng cách lấy 180 độ, trừ đi 80 độ và trừ đi 60 độ. Cô được kết quả bằng 40 độ. Được chưa nào? Vậy là chúng mình đã tính được hai góc rồi. Tiếp tục. Con thấy rằng góc Y và góc DCE chính là hai góc đối đỉnh. Vậy cho nên góc DCE cũng sẽ bằng 40 độ. Bước tiếp theo. Cô thấy rằng góc Z của cô này chính là góc ngoài tại đỉnh D của tam giác CDE. Đúng không nào? Tổng của góc ngoài thì sẽ bằng Cô xin lỗi, góc ngoài của tam giác thì sẽ bằng gì đây ạ? À, tổng số đo của hai góc trong không kề với nó. Đúng không nào? Vậy cô suy ra được góc Z sẽ bằng góc DCE cộng với CED. Thay số vào cô có là 40 độ cộng với 70 độ và bằng 110 độ. Vậy cô sẽ kết luận như sau. Góc X bằng 60 độ, góc Y bằng 40 độ và góc Z bằng 110 độ. Được chưa? Như vậy là chúng mình đã cùng với cô thực hiện xong bài 4.3. Và đây cũng là bài tập cuối cùng kết thúc tiết học của chúng ta ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các con trong các video tiếp theo. Cô chào tất cả các con. Khóa học về Zack. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viện